Tài xế được cứu sống thần kỳ khỏi vụ 8 ô tô đâm liên hoàn, 3 xe bốc cháy trên cầu Phú Mỹ nói gì? 14 giờ 40 ngày 8 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ, theo hướng từ quận 7 đến thành phố Thủ Đức giữa một xe tải, 2 xe container và 5 ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi. Trong số đó có 2 xe va chạm mạnh gây biến dạng phần đầu, từ đó bùng phát ngọn lửa dữ dội thiêu rụi hoàn toàn. Theo đó, vào khung giờ trên, tài xế Dũng, 37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang đang lái xe tải đông lạnh 14,4 tấn biển số 68H68, chở thức ăn cho tôm hùm gồm các loại hải sản nhỏ từ Rạch Giá, Kiên Giang tới Cam Ranh, Khánh Hòa. Hành trình diễn ra thuận lợi cho đến khi đi đến cầu Phú Mỹ. Khi đổ dốc cầu, anh đạp phanh bỗng nghe tiếng nổ lớn, dường như hệ thống phanh hơi đã hỏng. Ô tô bỗng lao vèo vèo xuống dốc cầu Phú Mỹ, khiến anh Dũng càng hoảng loạn. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nam tài xế cho biết, hai bánh xe vừa rớt xuống gờ dốc cầu Phú Mỹ thì bể ống hơi. Nghe một cái chát liền, lúc đó chân tôi đạp thắng không dừng được xe, xe cứ lao thẳng xuống dốc, chỉ biết lạy trời cầu nguyện. Sau khi xe tải dừng lại, anh Dũng nhanh chóng xuống xe thì thấy có hai ô tô dính chặt vào đầu xe mình. Tình trạng bốc cháy dữ dội khiến anh bàng hoàng. Nhận thấy vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, nhiều người đi đường dừng lại dập lửa, cứu người mắc kẹt trong xe. Một số người gặp nạn đã được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện. Những khoảnh khắc cứu người xúc động từ vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ đang nhận được sự tán thưởng lớn từ cộng đồng mạng. Đến hiện tại, danh tính một trong những tài xế được giải cứu sau vụ tai nạn đã được xác định là anh L, 41 tuổi, người cầm lái Volvo BKS51K0. Trả lời VnExpress, anh L kể khi đổ dốc cầu thì ô tô bị tông từ đằng sau, ép tới một đoạn dài 30-40 mét. Đến khi xe dừng lại, anh bị kẹt trong xe không thể cử động, xung quanh khói lửa nghi ngút. Trong gần 2 phút, nhiều người đi đường đã hợp sức để đưa anh ra ngoài. Anh L cũng bày tỏ với tờ Công an Nhân dân rằng hiện anh đang rất lo lắng cho những nạn nhân đang được chữa trị trong bệnh viện. Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xác định nguyên nhân thiệt hại vụ tai nạn. Báo cáo ban đầu từ Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xe tải trong lúc đổ dốc cầu đã mất kiểm soát phanh dẫn đến sự cố. Qua kiểm tra, tài xế ô tô tải không có chất kích thích, nồng độ cồn.